bảy kiểu người dễ được người khác phò trợ, áp dụng thêm chiêu này để nhận ra quý nhân đang ở bên. Bất luận trong cuộc sống hay công việc, quý nhân luôn có tác dụng cực lớn để bạn thêm nhiều thuận lợi, may mắn. Tuy nhiên, quý nhân trong đời mỗi người có thể gặp nhưng không thể cầu. Hầu như ai cũng mong muốn tiếp xúc và ở gần người có ánh sáng tích cực, nghĩa là người đó luôn mang nguồn năng lượng tốt. Những người như vậy thường dễ dàng phát hiện và nắm bắt cơ hội xung quanh mình, luôn toát lên sức hút tự nhiên và tạo thiện cảm cho người khác. Còn nếu bạn suốt ngày mặt ủ mày trâu, không ngừng ca than, chỉ trích, đố kỵ sẽ hình thành nguồn năng lượng u ám. Người khác sẽ cảm thấy khó gần chứ đừng nói muốn giúp đỡ bạn. Không phải tự nhiên mà những kiểu người sau đây lại dễ gặp được quý nhân, luôn được người ta mở lòng và giúp đỡ trong hoàn cảnh khó khăn. Bảy kiểu người dễ gặp được quý nhân. Có câu, muốn có được sự giúp đỡ của người khác, trước tiên bản thân phải có điểm xứng đáng để người khác giúp. Khi bạn sở hữu những đặc điểm thuộc bảy kiểu người sau đây, nhân duyên của bạn sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt. Một người biết cảm ơn, kiểu người thứ nhất dễ gặp được quý nhân tương trợ là kiểu người biết cảm ơn. Có câu một giọt ân tình, một thùng báo đáp, thật lòng biết ơn người khác không chỉ nằm ở câu cửa miệng cảm ơn mà phải xuất phát từ sâu nội tâm bên trong. Ngược lại, với những kẻ bên ngoài thì giả vờ kính cẩn, bên trong ngậm một bồ dao găm, tuy họ có thể che giấu trong thời gian ngắn, nhưng cây kim trong bọc thế nào cũng có ngày lòi ra. Khi bản chất thật bị tiết lộ, quý nhân cũng sẽ theo đó mà đi xa, chúng bạn cũng xa lánh không muốn tiếp cận hai người có chi hướng kiểu thứ hai dễ được quý nhân giúp đỡ là những người có chí hướng cao vợi đó không phải người chỉ biết tham vọng ảo tưởng biết mơ mà không biết làm trên thực tế những người có lòng cầu tiến sẽ luôn thể hiện sự tham vọng nhiệt tình và phấn đấu hết mình vì hoài bão bạn phải cho họ thấy được bạn thực sự muốn gì hơn nữa còn vì nó mà nỗ lực ra sao bản thân bạn muốn làm thì người khác mới muốn giúp bạn hoàn thành điều đó ba người có tài nhưng chưa gặp thời Tuyếp người thông minh tài trí thường rất dễ gặp được quý nhân, bởi lẽ tâm trí của họ đang có rất nhiều kho báu đang chờ người khai quật. Đó cũng chính là công việc mà các quý nhân ưa thích nhất. Những người thông minh, có tài, thường cách thành công rất gần. Thứ họ thiếu chỉ là một cơ hội mà thôi. Khi quý nhân đến cùng với cơ hội, họ có thể nhanh chóng nắm bắt, tận dụng để tạo đà tiến xa. Nhìn thấy người mình từng giúp đỡ đạt được những thành tựu đó cũng là một niềm tự hào đối với các quý nhân. 4. Người có tầm nhìn xa theo kinh nghiệm từ những người giàu có, việc sở hữu tầm nhìn hạn hẹp, tư duy bảo thủ rất khó để có thể đạt tới thành công. Quý nhân thường thích giúp những người nhìn xa trông rộng, bởi lẽ giúp đỡ những người như này mới tạo ra nhiều giá trị lớn. Còn với những người dù làm việc gì cũng tính toán so đo, không có sức đề kháng trước những khó khăn, chịu đựng căng thẳng kém thì họ rất khó đứng lên được sau vấp ngã. 5. Người giỏi giao tiếp. Giao tiếp chính là chìa khóa để mở ra và gắn kết các mối quan hệ. Với những ai giỏi giao tiếp Họ dễ dàng quen biết nhiều người, giao lưu khắp nơi. Thay vì chờ quý nhân tìm đến, họ chủ động đi tìm quý nhân, như vậy đương nhiên cơ hội gặp được sẽ cao hơn. 6. Người thích tìm tòi hay sáng tạo. Kiểu người có khả năng sáng tạo mạnh mẽ, ham thích tìm tòi cũng có lòng theo đuổi để giúp bản thân trở nên mới mẻ. Phạm là những thứ mới mẻ thường thu hút sự chú ý của người khác. Trong quá trình sáng tạo, họ sẽ gặp được những con người mới mẻ, độc lập như mình, chi hướng giống nhau, rất dễ gặp được quý nhân giúp đỡ. 7. Người thuộc chủ nghĩa hành động, tích cực tiến lên. Trong doanh nghiệp, lãnh đạo thích nhất kiểu người như nào? Tất nhiên là kiểu người chủ động, đã nói là làm, biết cách giải quyết vấn đề, chứ không phải những người suốt ngày chỉ biết đặt câu hỏi. Bạn phải biết bỏ ra thời gian cho suy nghĩ của bạn chứ đừng chỉ biết nói xuông. Người ta thường nói, càng nỗ lực càng may mắn, người thích cười, vận may nhất định không kém. Nếu bạn là một người luôn mỉm cười, tràn đầy năng lượng tích cực, ai lại không thích kết bạn với bạn. Quý nhân cũng theo dòng chảy đó mà tới bên cạnh cổ nhân dạy bạn một chiều để tìm quý nhân của cuộc đời đời người có ba điều hối tiếc lớn nhất đó là gặp được thầy giỏi nhưng không học hỏi gặp được bạn tốt mà không kết giao gặp được cơ hội mà không biết nắm bắt để không phải đối mặt với sự nuối tiếc đó quỷ cốc tử đã dạy đồng tình nhi tương thân giả kỳ câu thành giả dã; đồng dục nhi tương sơ giả kỳ thiên hại giả dã; đồng ác nhi tương thân giả kỳ câu hại giả dã; đồng ác nhi tương thân giả thiên hại giả dã. Phàm là những người có tư tưởng và khát vọng tương đồng, lại thân thiết với nhau, vậy thì một người thành công, nhất định sẽ mang theo người khác cùng thành công. Nếu chỉ đơn giản là tư tưởng và khát vọng tương đồng, nhưng lại xa cách, vậy thì rất khó có thể cùng nhau làm nên một chuyện gì đó. Vì vậy, nếu bạn gặp được người tình nguyện giúp đỡ bạn, lại vô cùng thân thiết với bạn, vậy thì nhất định phải trân trọng. Họ có thể chính là quý nhân của đời bạn. Nguồn: Eboli Uangwit